Và trọng lượng của người Việt Nam. Tiếp tục bài chính luận của tác giả Trần Trung Đạo. Trọng lượng của người Việt Nam. Dân chủ là gì? Nếu bạn hỏi một viện sĩ hàn lâm, có lẽ ông hay bà viện sĩ sẽ bắt đầu từ thời Hy Lạp với chữ demo là dân chúng và kraten là lãnh đạo, nghĩa là một xã hội do con người lãnh đạo. Nếu bạn hỏi một giáo sư chính trị học, có lẽ ông hay bà giáo sư ấy sẽ bắt đầu từ Plato đến John Locke rồi qua John Stuart Mill, từ một hệ thống chính trị dựa trên tiêu chuẩn đa số cho đến một xã hội dân bản, nơi con người cùng suy nghĩ về những vấn đề và hợp tác để tìm giải pháp cho những vấn đề của chính họ. Nếu bạn hỏi lãnh tụ sinh viên Trung Quốc, người phát biểu đầu tiên trong biến cố Thiên An Môn, anh ta sẽ trả lời là Minzu, Min là nhân dân và Du là làm chủ, và Minzu có nghĩa là nhân dân làm chủ. Nhưng không phải ai cũng hiểu dân chủ một cách lý thuyết như vậy. Dân chủ với đại đa số người dân đơn giản hơn nhiều. Dân chủ là những gì có thể cầm được, sờ mó được hay thậm chí ăn được. Nếu tháng Giêng năm 2011, nếu bạn đến Tahrir Square ở Ai Cập và hỏi một người dân Ai Cập đang biểu tình chống độc tài Hosni Mubarak trong mùa xuân Arab, dân chủ là gì? Anh ta sẽ chỉ ổ bánh mì anh ta đang kẹp quanh đầu. Dân chủ với anh đơn giản là ổ bánh mì. Tại sao bánh mì? Nhân dân các quốc gia Ả Rập sống dựa vào bánh mì. Riêng nước Yemen đã có 20 loại bánh mì khác nhau. Bánh mì là thức ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người dân Ai Cập. Bánh mì quan trọng đến mức được gọi là ash, có nghĩa là cuộc sống. Trước đây, dọc bờ sông Nile là những cánh đồng lúa mì bát ngát, nhưng trong thời gian trước mùa xuân Ả Rập, Ai Cập là một trong những nước phải nhập cảng lúa mì nhiều nhất thế giới. Giá bánh mì tăng 37%, giá thực phẩm tăng 18,9%. Nạn thất nghiệp gia tăng làm bánh mì, một thức ăn vốn bình thường trong đời sống, trở nên một món hàng đắt đỏ. Trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, nhiều người dân Ả Rập kẹp trên đầu những ổ bánh mì, biểu tượng cho mục đích đấu tranh của họ. Khẩu hiệu đấu tranh là lật đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak. Trong thời điểm này đồng nghĩa với nhân dân Ai Cập cần bánh mì. Cuộc biểu tình chống độc tài Mubarak bắt đầu từ 18 tháng Giêng năm 2011 trước Quốc hội Ai Cập. Dù bị đàn áp đẫm máu với 846 người bị giết và hơn 6.000 người bị thương, cuộc nổi dậy vẫn không dừng bước và cuối cùng thì đã buộc Mubarak từ chức vào 6 giờ chiều ngày 11 tháng 2 năm 2011. Tương tự như người dân Ai Cập hay Yemen, nếu hôm nay bạn ra Hà Tĩnh và hỏi ngư dân dân chủ là gì, người viết tin rằng những ngư dân đang chịu đựng khó khăn sẽ chỉ vào bãi cá chết dọc bờ. Tại sao là cá? Cá là một phần của đời sống người Việt Nam. Dù ngư dân hay không phải ngư dân, dù đang ở trong nước hay sống ở nước ngoài, bữa cơm gia đình Việt Nam, nếu không mỗi ngày thì ít nhất là vài lần trong tuần phải có thêm món cá. Ngư dân Việt Nam không giống ngư dân các nước khác. Ngoài chịu đựng thiên tai, còn chịu đựng nhân tai thảm khốc hơn nhiều. Trong suốt 41 năm, mỗi chuyến trở về của những cư dân Hải Phòng, xin lỗi, tác giả viết là trong suốt 41 năm, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì trong suốt 45 năm qua rồi, thưa quý vị, đã 45 năm rồi. Mỗi chuyến trở về của những ngư dân Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi là một lần sống sót. Không chỉ sống sót từ những trận bão tố ngoài khơi, những ngọn sóng to, những con gió lớn, mà sống sót từ những viên đạn không một chút xót thương của những người vừa là đồng chí vừa là anh em Trung Quốc. Biến cố cá chết vừa qua là vết thương mới trên thân thể vốn đã nhiều thương tích của họ. Và như ông bà ta thường nói, tức nước vỡ bờ, những làn sóng biểu tình đông đảo là phản ứng tự nhiên, họ không thể im lặng, câm nín như trước nữa. Lãnh đạo Cộng sản đáp lại bằng những hành động đàn áp dã man, ngay cả đối với phụ nữ và trẻ em. Nhưng điều đó chỉ xác nhận chế độ đang lui dần vào ngõ cụt. Ngay cả các lãnh đạo Cộng sản Trung ương cũng biết chế độ Cộng sản một ngày phải tàn, và ngày đó đang đến. Sự lựa chọn nào của người Việt quan tâm? Hãy gác qua một bên thành phần bán nước, thờ ơ vô cảm, chỉ biết làm giàu trên xương máu đồng bào. Riêng đối với thành phần thật sự quan tâm tới đất nước,
chỉ có hai chọn lựa dành cho họ. Một là phê bình nhưng bảo vệ Đảng Cộng sản, bởi vì dù sao đi nữa, Đảng Cộng sản vẫn còn có thể sửa đổi, vẫn còn có tư cách lãnh đạo đất nước, vẫn còn có khả năng đưa đất nước vượt qua những hố sâu tham nhũng, lạc hậu kinh tế, giáo dục, vẫn còn đủ sức mạnh để chống đỡ nạn Hán xâm, vẫn còn là chỗ dựa của chính họ. Và chọn lựa thứ hai phát xuất từ nhận định rằng cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng chậm tiến, lạc hậu của đất nước, bất lực trước nạn Hán xâm và do đó cần phải tập trung sức mạnh dân tộc để tháo gỡ bằng một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện và triệt để. Đối với những người chọn lựa phương pháp thứ nhất, thì bên cạnh những lo lắng cho tương lai đất nước có thể rơi vào hỗn loạn sau cách mạng, một phần khác, dù nói gì đi nữa, chính cái chế độ tồi tệ này đã nuôi dưỡng họ, đã ban phát cho họ bổng lộc, tạo cho họ một chỗ đứng trong xã hội. Và điều đó có nghĩa là nếu chế độ này sụp đổ, họ sẽ như cánh bèo giữa biển biết trôi dạt về đâu, liệu chế độ dân chủ có chấp nhận họ hay không? Thực tế thì tại các nước cựu Cộng sản, trả lời cho cả hai lo lắng. Hãy nhìn sang Đức, sang 6 nước cựu Cộng sản Đông Âu, 15 nước thuộc Cộng hòa Liên bang Xô Viết cũ, 8 nước vùng Ban Căng và 3 nước Angola, Congo, Ethiopia ở Phi Châu và ngay cả Mông Cổ ở Á Châu. Có quốc gia nào đã trừng phạt nặng nề các đảng viên Cộng sản đã dựa vào đảng chỉ vì chén cơm manh áo hay không? Không, ngoại trừ các biện pháp đối với những kẻ đã gây ra tội ác. Còn thì quan tâm hàng đầu của các chính phủ dân chủ sau Cộng sản, kể cả Việt Nam sau này, là phục hưng sức mạnh của đất nước để cố gắng đuổi kịp các nước đã tiến trước quốc gia của họ hơn nửa thế kỷ. Latvia, Lithuania, Estonia, tiếp khắc Ba Lan, Hungary đều đã làm như vậy và họ đã thành công. Đồng thời, thực tế tại các nước cựu Cộng sản cho thấy có nước nào trong đó lãnh đạo Đảng Cộng sản tự nguyện thay đổi, tự nguyện chuyển hóa đất nước từ độc tài sang dân chủ đâu. Không, không hề có. Tất cả đều bị đẩy lui bằng sức mạnh của nhân dân qua các cuộc biểu tình ồ ạt. Các lãnh đạo Cộng sản có kẻ chết trước khi cách mạng dân chủ xảy ra nên không bị xử như Enver Hoxha của Albania. Có kẻ may mắn nên chỉ bị 2 năm tù treo như Celo Krisak của Ba Lan. Cũng có kẻ phải chết nhục trong lưu đày như Erich Honecker hay bị xử bắn như Nicola Ceausescu. Lịch sử chứng minh dù trong hoàn cảnh nào thì các lãnh tụ Cộng sản vẫn cố bám vào chiếc ghế quyền lực đến giờ phút cuối cùng. Không ai tự nguyện ra đi. Dù tiến trình thay đổi có thể khác nhau nhiều ít tại mỗi quốc gia, dân chủ vẫn là khát vọng chung của con người dù sống ở đâu trên mặt đất này. Các học giả có thể tranh luận về phương pháp, mức độ áp dụng các nguyên tắc dân chủ theo điều kiện của mỗi quốc gia, nhưng không ai cho rằng dân chủ chỉ là sản phẩm riêng của các nước tiên tiến phương Tây chứ không phải là của chung của nhân loại. Sierra Leone, Ghana, Ivory Coast ở châu Phi là những bằng chứng hùng hồn. Những quốc gia này trước đây không lâu đồng nghĩa với chiến tranh, lạc hậu, tủi nhục, đói nghèo. Ngày nay là những quốc gia dân chủ điển hình đầy kiêu hãnh của Phi Châu. Tại sao một người dân trong bộ lạc ở rừng núi Guinea có quyền bầu cử, ứng cử, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do đi lại, còn người Việt Nam mình thì không? Ai cũng có thể trả lời được, vì đó là do cơ chế độc tài cộng sản. Do đó, chọn lựa thứ hai, tháo gỡ cơ chế cộng sản là lựa chọn đúng đắn, bức thiết của những ai đang quan tâm đến sinh mệnh của Việt Nam. Bảo vệ chế độ Cộng sản dù qua bất cứ hình thức nào, kể cả bằng việc phê bình nhưng xây dựng đảng trong thời điểm này là đi ngược lại với quyền lợi sống còn của đất nước. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới có thể sẽ thực hiện vài đổi mới nhỏ để làm dịu lòng công phẫn của người dân, nhưng đó chỉ là những viên thuốc ngủ như họ đã từng cho nhân dân Việt Nam uống suốt 41 năm qua và tới nay là 45 năm qua. Mỗi người trong đời ít nhất đã có một lần phải chọn lựa. Không ai có thể cùng lúc đi trên cả hai con đường. Chọn lựa hôm nay là chọn lựa giữa độc tài và dân chủ. Dân chủ không chỉ là tiền đề, là cơ sở để phục hưng đất nước, mà còn là vũ khí để chống nạn Hán xâm. Chọn lựa thay đổi tận gốc rễ có thể sẽ gặp vài khó khăn, sẽ phải dẫm lên nhiều chông gai, nhưng đó phải là con đường thời đại
và không có con đường nào khác. Yêu nước không bao giờ là quá trễ. Hãy đi cùng dân tộc và thời đại.